anh bé đi dập lửa, anh Hùng bé đi dập lửa bảo em review gạc anh ấy mấy lần rồi nhưng mà em chưa review. Hôm nay em cũng tranh thủ review gạc của anh bé đi dập lửa. Đây là một con Nga mỹ kiếm mà em cũng phải nói là một trong những con Nga mỹ kiếm mà nó cũng thuộc dạng là top tier ở ba anh em, ba anh em đấy nhá. Chứ còn ở tổng quan server thì em thấy con Nga mỹ nào nó cũng vip cả anh em ạ, con Nga mỹ nào cũng tầm. Đây bắt đầu tiên là vào cái vũ khí. Đầu tiên là một cái vũ khí sát thương 45, ẩn một, sinh lực 32, nội lực 73. Đây là một cái vũ khí mà em đánh giá là rất là ok anh em ạ, không có gì chê ở cái điểm này. Chỉ có mỗi cái là không có sát thương vật lý phần trăm, nhìn nó hơi thiếu sự sống một tí, nhưng mà về cái sát thương điểm như này là mắc mắc xà binh rồi, không có gì chê cả. Tiếp theo đến cái mũ, một cái mũ mũ này cho một trong những cái mũ phòng thủ vật lý nô một server. Nếu mà có thua thì thua cái mũ phòng thủ vật lý của anh húp lọt thôi. Là có một cái mũ sư ấy, mũ sư nữ, mũ cái gì Nico ấy. Mũ đó 2540. Đấy, thì cái mũ này hiện tại là một trong những cái mũ mà để đánh giá là ẩn một mà đi liên đấu thì nó sát thương vật lý 10%, quên mất. Ok, anh em, sát thương vật lý 10%, em nhìn nhầm, sorry anh em. Sát thương vật lý 10% rất là ok rồi anh em. Hơi thấp đi thôi, cái dòng sát thương vật lý phần trăm hơi thấp đi thôi. Còn cái mũ này hữu binh, đấy, rất là đẹp. Áo thì áo phục hồi 40, kháng băng 19, sinh lực 23. Áo này thì em đánh giá là bây giờ thuộc dạng tầm trung thôi, thì mức ok thôi. Nếu mà sinh lực 123 thì đẹp, sinh lực nội lực thì ok, kháng băng 19 cũng ok rồi. Nhưng mà cái áo này hiện tại thì mức gọi là ngon thôi, chứ còn chưa để mà nói là nó mắc binh vào thời điểm này. Một cái dây chuyền thì cũng không có gì chê. Cái dây chuyền là kháng tất cả 18, kháng lôi 13, nội lực 17. Đây cũng là một trong những cái dây chuyền mộc nữ mà để mà nói thì cũng no no server đấy. Nên em có nhớ cái acc của anh Ami Sally là cũng là hình như là dây kháng tất cả 18, kháng lôi bao nhiêu em không nhớ. Đấy, cái dây này cũng nô 1, nô 2, nô 3 đấy, cũng loanh quanh hàng hàng top tiếc đấy. Còn nếu mà sự chênh lệch với cái hàng nô hiện tại server thì không chênh lệch nhau nhiều anh em ạ. Nói chung là không nô 2 thì không nô 1 thì cũng là nô 2 anh em ạ, cái dây này này. Thế là cái bao tay, một cái bao tay phòng thủ vật lý 24 nô 1 đúng là một con hàng để dùng sử dụng để liên đấu anh em ạ. Rất là bình. Hạc này Ami liên đấu này rất là khỏe, nếu như mà cầm cái ngọc bội mà ngọc bội nhu tình nữa thì đẹp. Hiện tại anh ấy đang sử dụng cái ngọc bội kháng lôi 30, sinh lực 33, nội lực 40, để đánh giá đấy ngọc bội ngon rồi, không có gì chê cả. Nếu mà đi chuyên liên đấu thì sử dụng ngọc bội nhu tình nhắn đẹp trai hơn. Một cái nhẫn kháng lôi 20, sinh lực 31, nội lực 96, nhẫn này thì bình thường thôi. Nếu bây giờ cỡ anh bé đi dập lửa thì với set đồ này anh ấy phải sử dụng cái nhẫn kháng lôi 30 thì nó binh 29-30. Nhẫn dưới nào, làm chậm 40, ẩn một, sinh lực 126, nội lực 28, một cái nhẫn ngon nha. Ẩn một thì như này quá đẹp trai rồi, không có gì bàn cãi cái nhẫn này rồi. Ẩn một nữa, sinh lực đẹp, nội lực hơi thấp xíu thôi nhưng mà thế là quá đẹp rồi. Đai đi, một cái đai làm chậm 40, sinh lực 93, nội lực 45, một cái đai ok hiện tại ở đai làm chậm 40 server thì rất là nhiều rồi. Nhưng cơ bản thì bây giờ làm chậm 40 nếu như có phòng thủ vật lý nữa thì mới là đẹp trai, hoặc là thân pháp cao thì dành cho đường môn thì đẹp trai hơn. Thì cái đai này em đánh giá ở mức tầm trung thôi. Đấy. Cái giày đi, một cái giày tốc 25, kháng lôi 28, sinh lực 121 thì giày quá đẹp rồi, không có gì chê ở cái giày này nữa. Nếu như mà cái tốc độ cao qua mốc 30 thì em nghĩ là đẹp hơn. Đấy, đang hiện tại đang cưới con tuyệt ảnh, hiện tại anh ấy là có con Phi Vân đấy. Phi Vân thì đang anh Tay Bá Hầu đang đang mượn. Nhưng mà anh Tay Bá Hầu hiện tại là lại đưa cho HGB béo để đánh kèo với em tối nay. Chứ còn thực ra là anh bé đi dập lửa đang cưới Phi Vân. Cầm cho mình một cái cúp 444 máu xem bảng tiềm năng này, anh ấy cộng cho mình 525 sức mạnh, 150 sinh khí. Về võ lâm mật tịch tẩy thủy kinh thì em không rõ nhưng mà em nghĩ là anh ấy ăn cũng được khá là nhiều rồi, cũng phải cỡ một nửa trở lên rồi. Thì đây một con Ngami em đánh giá hiện tại cũng không thua mấy con Ngami ở server đâu, chỉ thua mấy con mà có ngọc bội nhu tình các thứ thôi, chứ còn không 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 ngại đâu. Và trong liên đấu con này cũng không ngại bao nhiêu con đâu anh em ạ, nhưng chẳng qua là không biết tại sao anh ấy ít đi, chắc là cái giờ đại hội anh hùng anh ấy không ngon được. Đấy. Bình thường là thầy sẽ bình thường thì con này thầy hay cầm, nhưng mà thầy là hay đi các cô lôn của thầy để thầy lấy kinh nghiệm. Nami như thế này là ngon rồi, mức làm chậm của nó là chỉ có 40 thôi, mức làm chậm 40 à đâu, mức làm chậm là 80 tới từ nhẫn và đai. Đấy, phòng thủ vật lý thì 24 24, 25 là 49, 49 với 18 là bao nhiêu, 49 cộng 18, 49 cộng với 18 là rơi vào khoảng tầm 67 phòng thủ vật lý. 67 phòng thủ vật lý anh em ạ, cũng rất là binh rồi, không có gì chê cả. Lượng sát thương mà kia anh ấy tăng vào cỡ về 9 8 82 về thiên về sức mạnh như này thì con Gami này chặt cũng rất là ối giời ơi anh em ạ. Không chê được.
Ngon, mức kháng lôi thì em nghĩ cũng rất là cao rồi. 50. 50 thì rơi vào khoảng tầm 78. 50 78, 78 với lại 31. 78 là rơi vào khoảng 119. À đó. 109, 109 kháng lôi. 109 kháng lôi, trừ âm kháng lôi con này cũng phải cỡ 75 cộng 1 kháng lôi. Quá đẹp. Ok anh em nhé, và đây là anh bé đi dập lửa. Thuộc biên chế của bang Hoàng gia cũng thiên hạ truyền kỳ.com. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip soi đồ cao thủ của em nhé. Con này đưa em cầm đi tống kim thì cũng mắc binh đấy. Anh em cần em review ai thì cứ cho em một comment nhé anh em.